Quý cô bác, anh chị kính mến, thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp đầu năm Giáp Thìn 2024. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị năm mới. Chúc năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe bình an tới mọi người. Cuộc sống mưu sinh cùng hưởng lạc, Tết về ta dạo khúc tình ca, nâng chén rượu nồng ta cùng chúc, xuân về phấn khởi tựa ngàn hoa. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri báo trước cực chuẩn xác, vận trình tuổi Canh Tý sinh 1960, gặp thời đổi vận, số mệnh giàu sang, vận may bùng nổ. Chúng số phát tài, tiền vàng nhét chật két trong thời điểm sắp tới đây. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Canh Tý sinh năm 1960 thân mến, nhiều người hỏi tôi rằng không hiểu sao họ sống đã quá nửa đời người mà vẫn không hết khổ, tại sao làm việc chăm chỉ quanh năm ngày tháng mà vẫn nợ nần, túng quẫn, không ngóc đầu lên được. Nhưng lại có những người đẻ ra đã vượt qua vạch đích, chẳng cần làm gì cũng thừa hưởng cả gia tài, cơ nghiệp bạc tỷ, tiêu mấy đời mấy kiếp cũng không hết. Đó là do số mệnh an bài của mỗi người và chỉ những người nhìn thấy trước vận mệnh thì mới có thể thay đổi hiện thực khắc nghiệt đó. Dựa vào sự luân chuyển của các chòm sao cung mệnh, các nhà tử vi đã đúc kết những lời nhắc mệnh dành cho tuổi Canh Tý sinh 1960 vào thời điểm sắp tới đây. Nếu quý bản mệnh hữu duyên xem được video này, hãy lắng nghe và chiêm nghiệm vì từ nay về sau, đường đời của bản mệnh sẽ được cải biến. Đặc biệt, mới đây nhất, các bậc thầy tử vi tiết lộ trong đúng thời điểm sắp tới trong năm 2024 này, con giáp tuổi Canh Tý sinh năm 1960, cực may cực đỏ, trả sạch nợ nần, đổi đời giàu có. Khó ai sánh bằng, dù trước đây có nhiều khó khăn như thế nào, thì thời điểm sắp tới này sẽ là thời điểm rực sáng, công danh thăng tiến, tài lộc vượng phát, gia đạo ấm êm và sức khỏe dồi dào. Vậy, để biết được vận trình may mắn trong thời điểm sắp tới của quý bản mệnh tuổi Canh Tý sinh năm 1960 thì nghe sau đây. Xin mời quý khán giả hãy cùng đi tìm hiểu và chiêm nghiệm luận giải chi tiết của Minh Đường Tử Vi quý khán giả nhé. Trước khi đến với phần luận giải nội dung chi tiết về vận trình tử vi thời điểm sắp tới trong năm 2024 của tuổi Canh Tý sinh 1960 thì Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý khán giả điểm nhanh tính cách người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 có đặc điểm gì nổi bật ngay sau đây. Trong số 12 con giáp, chuột được chọn là con vật tiên phong dẫn đầu. Họ cũng luôn muốn mình sẽ là người đứng đầu trong mọi cuộc chơi. Theo quan niệm của người phương Đông, thì chuột còn được coi là biểu tượng cho sự tích lũy và sức khỏe. Còn người Trung Quốc và Nhật Bản thì coi đây là biểu tượng cho sự may mắn và giàu có. Khả năng lãnh đạo là bản tính của những người tuổi Canh Tý. Họ thông minh, lanh lợi và sống theo cảm tính. Họ rất hiếu động, tò mò và luôn suy nghĩ không ngừng, là người tháo vát, vớt sắc và có sức sống vô cùng mãnh liệt với đầu óc sáng tạo. Thì người tuổi Canh Tý được biết đến qua sự thông thái của chính họ, những công việc đòi hỏi kích thích trí óc và trong môi trường linh hoạt sẽ phù hợp với họ hơn. Tuổi Canh Tý rất giỏi đưa ra lời khuyên hay những đánh giá sắc sảo trong lĩnh vực tài chính và thách thức những trò thể thao. Người tuổi Canh Tý có một sức hấp dẫn lạ lùng, luôn được mọi người yêu quý. Họ là người dễ gần, cần cù và sinh hoạt tiết kiệm. Những người cầm tin con chuột được mọi người đánh giá là rất thông minh, tháo vát, nhanh nhẹn, chăm chỉ và có khả năng lãnh đạo đứng đầu. Luôn sáng tạo và đưa ra cho sếp những ý tưởng táo bạo để công việc phát triển thuận lợi hơn. Chính vì vậy nên được đồng nghiệp và lãnh đạo vô cùng tin tưởng trọng phụng. Nhờ những tính cách trên cùng với sự kiên trì, phải thực hiện công việc theo ý muốn mới thôi, nhưng đức tính ấy sẽ giúp cho công danh sự nghiệp của người tuổi Canh Tý rộng mở lên như diều gặp gió. Tuy kiếm được nhiều tiền, có cuộc sống giàu sang, thế nhưng lại không bao giờ chi tiêu hoang phí. Nhiều khi trong mắt những người xung quanh, họ còn là người tiết kiệm. Con đường sự nghiệp của người tuổi Canh Tý vô cùng thuận lợi, nhưng ở đường tình duyên lại không được như vậy. Khi đã yêu một ai đó, thì sẽ rất nồng nhiệt, dành trọn vẹn tình cảm cho người đó, và mong muốn đối phương của mình cũng đáp trả lại như vậy. Khi yêu thì sẽ nhường nhịn, quan tâm
và chăm sóc người bạn đời rất nhiều, thế nhưng lại ghét bị kiểm soát. Chính vì vậy, nên nhiều khi họ sẽ cho đi nhiều hơn là nhận lại và sẽ cảm thấy mệt mỏi trong tình yêu. Ở người tuổi Canh Tý, chúng ta thấy một sự gần gũi, chăm chỉ và cần kiệm, nên họ được rất nhiều người xung quanh quý mến, vẻ ngoài trầm lắng, kiệm lời và có phần nghiêm túc, nhưng thực tế bên trong, họ lại là những người vô cùng sôi nổi, vui vẻ, đôi lúc dễ bị kích động. Rất may khả năng tự kiềm chế bản thân của họ rất tốt, họ thông minh, nhanh nhẹn và đầy sáng tạo, nên luôn thổi một luồng gió mới cho công việc, cũng như cuộc sống của chính mình. Tuổi Canh Tý có tính cách thân thiện, gần gũi, quảng giao, nên dễ dàng kết bạn và tạo được các mối quan hệ tốt đẹp với người khác. Vì vậy, không thể phủ nhận, người ngoài luôn cảm nhận được sự hấp dẫn lạ kỳ của những người tuổi Canh Tý. Theo đánh giá chung, thì tuổi Canh Tý đều có khả năng lãnh đạo. Đây cũng là bản tính vốn có trong con người họ. Khả năng lãnh đạo khi kết hợp cùng trí thông minh, sự lanh lợi và không ngừng suy nghĩ, tìm tòi giúp họ trở thành người có sức sống mãnh liệt, linh hoạt trong cuộc sống và luôn tìm ra phương hướng mới cho mọi vấn đề. Để tận dụng hiệu quả những khả năng của người tuổi Canh Tý thì họ nên làm ở một môi trường mới thoải mái, linh hoạt. Một điều cực kỳ tuyệt vời đó là sự thích nghi với môi trường rất tốt. Họ không chỉ có óc sáng tạo mà khả năng ứng biến nhanh, sẵn sàng vượt mọi khó khăn, nên dù làm bất kỳ công việc gì thì họ cũng sẽ thu về thành quả nhất định. Đặc biệt, tuổi Canh Tý được đánh giá tốt trong lĩnh vực tài chính hoặc thể thao, trong công việc làm ăn, buôn bán, Canh Tý luôn có tầm nhìn xa nên rất dễ thành công. Theo tử vi chọn đời tuổi Canh Tý, từ trung vận trở đi, con giáp này sẽ may mắn liên tiếp nhận lộc trời ban, công việc suôn sẻ thuận lợi, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió. Dù làm trong lĩnh vực nào, họ cũng đạt được nhiều vị trí quan trọng, được mọi người tin tưởng, yêu quý. Họ khiến người khác không phục mình bởi sự tập trung, sáng tạo trong công việc, sự nghiệp thăng tiến mạnh, vận tài lộc cũng theo đó mà tới. Tài lộc của Canh Tý rất dồi dào và bất tận, của cải tích chữ nhiều, cuộc sống êm ấm, hạnh phúc. Càng về già, càng nhận được nhiều thành quả và phước báu, có cuộc sống giàu sang phú quý, đủ đầy, an đàn hưởng phúc bên con cháu. Tử vi học có nói, thời điểm sắp tới sẽ là thời điểm khá bình yên với người tuổi Canh Tý. Mặc dù sự nghiệp và cuộc sống thuận lợi, nhưng không có bước đột phá. Bản mệnh hãy chuẩn bị tinh thần, vì đây là thời khắc hoàng kim đối với vận mệnh của bản mệnh. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Canh Tý không những được thần tài chiếu cố, mà quý nhân vây quanh phù trợ, bất kể làm việc gì, cũng thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp vững chắc, kéo theo tài vận dồi dào. Nhìn chung, cuộc sống thời điểm này, nếu như không thành đại gia, thì cũng giàu có viên mãn. Nhìn lại quãng đường mà Canh Tý đã trải qua, theo năm tháng cuộc đời, có thể thấy được rằng cũng chỉ vì không chấp nhận tầm thường nên Canh Tý mới mưu cầu thành công, thành tựu. Vì mong một kiếp nhân sinh rực rỡ, muốn làm cho hết bản năng của mình nên Canh Tý mới lao ra khỏi cái vòng tròn an toàn, lựa chọn mạo hiểm, mơ mộng phù hoa, đến với những đau khổ, nếm trải vất vả mà thanh toàn cho cuộc sống. Cũng chỉ vì muốn chăm lo cho người thương, muốn có vật chất làm công cụ bảo hiểm cho gia đình, Canh Tý mới cố vất vả ngược xuôi ở cái thời điểm thanh xuân còn cháy bỏng. Vậy nên, không có gì là sai khi Canh Tý vấp ngã cả, không có gì là sai khi chịu chút thất bại của cuộc sống trong thời gian dài, nếm trải đủ, người yêu quý có, người khinh miệt có, người tôn trọng cũng có, và người tệ bạc cũng không ít, chung quy chỉ có thời thế không thuận, bản thân chưa sáng suốt, có vậy mà thôi. Kỳ thực, đời người có ai mà không vấp ngã, lắm lúc Canh Tý cũng thấy mừng, vì ít ra ngã sớm cho cái đoạn thanh xuân còn trẻ, để rồi lại dễ dàng vực dậy, làm lại từ đầu và đón ánh nắng sớm đẹp đẽ của cuộc đời vào những ngày bình yên. Chỉ sợ là sau này, nếu ngã rồi mà nằm yên lại, sau này khi thua rồi thì lại chán nản, buồn phiền, sau này khi không còn đủ sức để thừa nhận, không nhìn thẳng hoặc cố chấp lảng tránh những gì đã gây ra, sau này lại thay vì tự vấn bản thân, lại trách đời, mắng người, hận trời, giận đất, sao số tôi lại khổ thế này. Canh Tý sẽ không làm như vậy, cũng sợ sau này khi cứ ủ ê trong cái nỗi buồn vô hạn, sẽ không nhìn trái, nhìn phải, để thấy vẫn còn một vài người tin yêu đang chờ đợi ta hăng say vực dậy. Suy cho cùng, Canh Tý dù sống trong sung túc hay vất vả, họ đều mang trong mình những vết thương sâu lắng. Canh Tý ơi, nếu có buồn hãy cứ ủ ê, khóc lớn một trận, cùng cười một khúc, say đến mê người, ngủ đến dài thân. Rồi sau đấy nhớ lại cái lý do tại sao ta lại bắt đầu, tại sao ta lại lựa chọn, nhảy ra khỏi cái vòng tròn an toàn cố hữu của bản thân, để rồi vươn mình tới những thành công mới sau những vết thương vấp ngã của cuộc đời. Có nhiều lúc Canh Tý có thể đổ tại vận, cũng có thể đổ tại người, tại ta cả tin hay tại ta cả nể.
Nhưng đừng quên mọi thứ vẫn là do chính ta quyết định, mọi họa hại mình sẽ phải mạnh dạn đối diện đấu đời. Kỳ thực ở độ tuổi này, Canh Tí cũng đã tôi rèn ra mình một con người thật bản lĩnh, cứng cỏi. Ở độ tuổi này Canh Tí luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người ta cảm thấy được đãi ngộ. Canh Tí giống như một cuốn sách hay, khiến cho người người rung động tâm can, không cẩu thả, nông nổi, buộc chộp. Bất kể đứng ở góc độ nào mà nhìn, đều sẽ không thấy nhạt nhẽo, vô vị, và một khi đã cầm lên đọc sẽ không muốn dừng lại, thu được ích lợi vô cùng. Nhìn thì Canh Tí như một loại hồ đồ, kỳ thực lại là một dạng thông minh sáng suốt, không vì ham muốn lợi nhỏ mà mất đi khí tiết, trong tâm bảo trì vững nguyên tắc của mình, nhìn thấy như hồ đồ, nhưng nội tâm sáng tỏ. Khi giao tiếp giữa người với người, Canh Tí là một loại nhường nhịn, lấy đức dày mà bao dung, nâng đỡ vạn vật, lấy ơn báo oán. Không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình khiêu chiến với sự nông cạn của người khác. Đó cũng là một loại đạm bạc, giản dị, coi tiền tài, danh lợi như mây khói thoáng qua, trong lòng như trăng sáng, tâm như nước lặng xem nhật nguyệt, mắt tựa hương sáng nhìn xuân thu. Với Canh Tí, đó lại là một loại thong dong, tâm tính tựa như ánh mặt trời ló dạng, cầm được thì cũng buông được, cần tiến thì tiến, cần lui thì lui, ổn định trầm tĩnh, bền gan vững chí, dẫu Thái Sơn có đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc. Đó cũng là một loại cảnh giới chiến thắng bản thân, tự mình trưởng thành, cao giọng làm việc, hạ giọng làm người, hạn chế biếng nhác, thường có suy nghĩ trách nhiệm, không quan tâm hơn thua, không kiêu căng ngạo mạn. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, ngay sau đây, xin mời quý khán giả hãy cùng với Minh Đường Tử Vi đến với phần luận giải chi tiết về vận trình tử vi các phương diện chính của cuộc sống cho con giáp tuổi Canh Tí sinh 1960 trong thời điểm sắp tới năm 2024, cụ thể như sau. Xét về phương diện tài lộc. Tử vi dự báo thời điểm sắp tới. Xem tử vi thời điểm sắp tới của 12 con giáp nhận thấy, người tuổi Canh Tí sẽ có tin vui về đường tài lộc. Con giáp này được thiên tài trợ mệnh, nhờ vậy mà những vấn đề về kinh tế được giải quyết, bản mệnh cũng thở phào nhẹ nhõm khi thoát được gánh nặng. Cũng nhờ công việc chính của con giáp này tiến triển tốt, nên cũng có thể sẽ được thêm tiền thưởng từ những đóng góp đó. Khả năng tăng lương ở thời điểm này không nhiều, có thể sẽ cần phải có thời cơ thích hợp. Dù vậy, phần lớn thu nhập của bạn thời điểm này sẽ đến từ nghề tay trái hoặc đó là thu nhập ngoài luồng. Kinh doanh buôn bán đắt hàng, bạn có nhiều cơ hội đầu tư, thu về lợi nhuận cao. Chỉ cần bạn đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán thì sẽ mang lại thành quả lớn. Lúc này bạn càng nên duy trì chi tiêu cân đối, tiết chế ham muốn, mua sắm quá đà. Khi ra ngoài, không nên mang theo nhiều đồ quý giá, kẻo bị trộm mất. Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ do nguyệt lệnh lâm đất tuyệt. Vì vậy, chớ nên chủ quan, làm gì cũng cần phải suy nghĩ thật kỹ, tham lam sẽ khiến bạn mất cả tiền lẫn tài. Bên cạnh đó, con giáp này nên thắt chặt chi tiêu, cân đối nguồn ra vào, hạn chế mua sắm quá đà và suy tính thật kỹ khi cho vay mượn tiền bạc để tránh một đi không quay trở lại. Thời điểm này, Bắc Bạch Phi Tinh bay vào hướng chính Tây, đây được coi là phương vị vượng tài khí. Tại phương diện này, bạn có thể trưng biểu tượng cốc ngậm tiền để thu hút tài khí, thúc đẩy kinh doanh, buôn bán thêm thuận lợi, dễ phát tài phát lộc. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Trong thời điểm sắp tới con giáp này cần phải tin tưởng hơn nữa vào bản thân mình, bởi bản thân bản mệnh cũng có những khả năng mà người khác không có được. Nếu có cách phát huy thích hợp, thì bản mệnh hoàn toàn có thể phát triển cực kỳ nhanh chóng. Nếu cảm thấy băn khoăn, do dự, mất định hướng, thì cũng không nên giữ những suy nghĩ ở trong lòng. Hãy tâm sự trò chuyện với những người đáng tin cậy, để được tháo gỡ kịp thời. Rất có thể đối phương sẽ chỉ cho bạn có một con đường đúng đắn hoặc giúp bạn có cái nhìn mới mẻ hơn về vấn đề trước mắt đấy. Các tinh tử vi và giải thần xuất hiện là dấu hiệu cho thấy bạn không thiếu những cơ hội để phát triển tốt, quan trọng là bạn có nhận ra và có dám nắm bắt hay không mà thôi. Hãy chăm chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đừng bỏ cuộc khi mới gặp phải khó khăn, dù thời điểm này có phải hơi vất vả một chút, song đây sẽ là lúc thích hợp để bạn tích lũy vốn kiến thức và kinh nghiệm áp dụng cho tương lai. Hơn nữa, mọi cố gắng của bạn sẽ luôn được cấp trên quan sát và đánh giá. Chỉ cần bạn bỏ công sức ra để làm việc thì vẫn sẽ có cơ hội được cất nhắc. Xét về phương diện sức khỏe. Thời điểm sắp tới, tình hình sức khỏe của bản mệnh không có gì đáng lo ngại. Bạn hầu như không bị bệnh tật gì nghiêm trọng. Bạn được cát tinh che chở nên cơ thể nhanh chóng phục hồi. Người bình thường thì sức khỏe càng thêm dồi dào. Về cơ bản, mệnh duy trì được một sức khỏe tốt, bạn luôn giữ được tinh thần vui vẻ, tích cực, và điều đó đem lại tác động tích cực cho cơ thể. Dù công việc có vất vả đi nữa, bạn cũng tràn đầy quyết tâm vì có mục tiêu phấn đấu.
hãy duy trì lối sinh hoạt khoa học, điều độ, chớ nên ôm đồm nhiều việc hoặc tham gia quá nhiều những buổi vui chơi, tụ tập. Bản mệnh hãy dành thời gian bên người thân, tập thể dục thể thao nhiều hơn và hạn chế ăn các đồ ăn sẵn, đồ uống kích thích gây hại cho sức khỏe. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo. Trong thời điểm sắp tới, dù phương diện sự nghiệp và tài lộc đều có bước phát triển đáng kể, song chuyện tình duyên lại không được như ý. Có lẽ bạn cần xem lại thái độ và cách hành xử của mình. Có thể bạn đã vô tình tổn thương người thân lúc nào không biết. Cả hai vợ chồng cần thành thật hơn với cảm xúc của mình. Nếu có điều gì không hài lòng, hai người nên thẳng thắn trao đổi với nhau, chứ không nên im lặng chịu đựng, rồi nảy sinh nghi ngờ, ghen tuông không đúng. Mọi chuyện đều có thể giải quyết nếu hai người chịu trò chuyện chân thành, đồng thời đặt mình vào vị trí của đối phương. Trong mối quan hệ vợ chồng, đôi bên thường xuyên mâu thuẫn vì những quan điểm đối lập. Bạn nên hạ cái tôi của mình xuống để có thể lắng nghe nửa kia nhiều hơn. Đôi khi chịu thiệt một chút là cần thiết nếu bạn muốn giữ hòa khí trong gia đình. Tiếp theo chương trình, Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ đến quý khán giả những lời cảnh báo của các nhà tiên tri về vận mệnh của tuổi Canh Tý sinh năm 1960 trong thời điểm sắp tới. Cần đặc biệt chú ý điều này. Thị phi rình rập, xem vận hạn của 12 con giáp thấy rằng họa thị phi luôn rình rập người tuổi Canh Tý. Dù làm trong lĩnh vực gì đi nữa thì bản mệnh cũng không nên lo chuyện bao đồng. Đặc biệt với người làm ăn kinh doanh, bản mệnh cần chú trọng uy tín, tuân thủ pháp luật, đừng xung đột với cơ quan hành pháp, nếu không sẽ rất dễ bị tổn hại. Khi gặp mâu thuẫn với ai, tốt nhất không nên tranh chấp quá gay gắt, thay vào đó là nên cố gắng hòa giải. Chỉ cần mọi người kiên nhẫn lắng nghe nhau, thử đặt mình vào vị trí của người khác thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ giải quyết hơn. Nhiều kẻ xấu đang muốn hãm hại bản mệnh, cần phải chú ý đến nguy cơ có kẻ xấu ghen ghét hãm hại mình trong thời điểm sắp tới này. Làm việc gì bạn cũng cần cân nhắc kỹ càng, đặc biệt chớ nghe theo lời bàn ra tán vào hoặc lời xấu của những kẻ không đáng tin cậy. Cùng với đó, hãy luôn tập trung vào nhiệm vụ của bản thân, tránh lơ là, tạo sơ hở cho kẻ xấu lợi dụng. Có những lỗi sai tưởng chừng nhỏ nhặt, nhưng chỉ cần có người nâng cao quan điểm là bạn sẽ rất dễ vướng vào rắc rối, tốn nhiều thời gian giải quyết. Và ngay bây giờ, không để quý khán giả phải đợi thêm, xin mời quý khán giả hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi vào luận giải chi tiết về vận trình tử vi theo từng tháng sinh âm lịch may mắn của người tuổi Canh Tý sinh năm 1960, vận trình cụ thể như sau. Vận mệnh của người tuổi Canh Tý 1960, sinh vào tháng 1 âm lịch. Người tuổi này được hưởng phúc lộc tổ tiên, phúc ấm mệnh dày, gia sản thừa kế dồi dào, cũng được bề trên nâng đỡ, phù hộ cho nhiều, cuộc đời hạnh phúc. Lúc nhỏ được cha mẹ, anh em yêu thương đùm bọc, lớn lên được bạn đời chăm sóc chu đáo, không phải vất vả quá nhiều, mà vẫn cơm no, áo ấm, có của ăn, của để. Vận mệnh của người tuổi Canh Tý 1960, sinh vào tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch là tiết kinh chập, người này có phần nhút nhát, dù đôi khi cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng vẫn luôn sốc, nỗi lo sợ trong lòng. Cuộc đời êm ấm, được nhiều người yêu mến, tính tình nho nhã, ôn hòa. Người này đối nhân xử thế vô cùng khéo léo, lại phóng khoáng, cởi mở, nên được rất nhiều quý nhân giúp đỡ. Tuy không quyền cao, chức trọng, nhưng sự nghiệp cũng thành công. Người này có phần thông minh, đỉnh ngộ, vượt nhiều gian khổ. Có những lúc hiểm nguy, tưởng chừng khó thoát, nhưng vẫn may mắn bình an. Vận mệnh của người tuổi Canh Tý 1960, sinh vào tháng 3 âm lịch. Người này nhát gan, thiếu quyết đoán, số mệnh phải chịu cảnh cô đơn, hưu quạnh, là người yếu đuối, sống có lòng dạ thiện lương, dễ mềm lòng. Họ có thể sẽ coi nhẹ những thứ vật chất xung quanh, chán ghét chốn hồng trần, gian dối, không tham, không sân si, có suy nghĩ rời bỏ trần tục, xuống tốc đi tu. Vận mệnh của người tuổi Canh Tý 1960, sinh vào tháng 4 âm lịch. Người này tuy vận số không tốt, nhưng giấy phép được ý trung nhân thì sẽ nhẹ gánh phần nào, giảm bớt vận hạn và sẽ tương trợ mọi điều, giúp cho bản mệnh có thêm nhiều cơ hội trong cuộc sống. Tới tuổi trung niên thì làm nên cơ đồ, được nhiều người trọng vọng. Vận mệnh của người này khá vất vả, tiền bạc không có nhiều, không được hưởng phúc tổ tiên, cũng chẳng được hưởng lộc hương hỏa để lại. Anh em trong nhà tình cảm nhạt nhòa, không dựa được vào người thân. Ra ngoài đời cũng không được quý nhân trợ giúp, nên sự nghiệp khó thành, số mệnh hẩm hiu, lại bị người đời khinh miệt, ức hiếp. Tuy nhiên, nếu sinh vào ngày giờ tốt thì vẫn có thể giảm bớt vận hạn. Vận mệnh của người tuổi Canh Tý 1960, sinh vào tháng 5 âm lịch. Vận mệnh của người này khá tốt đẹp, cuộc đời sung túc, no đủ, thậm chí có thể trở thành người vô cùng giàu có,
tự thân lập nghiệp, không sợ gian khổ, mà luôn làm hết sức mình để có thể đạt được những gì mình mong muốn. Họ được nhiều người ngưỡng mộ và lấy đó làm gương phấn đấu. Phúc lộc do chính bàn tay mình làm ra, tuổi già an nhàn hưởng phúc. Người này tuy số kiếp vất vả, nhưng vinh hoa phú quý cả đời hưởng không hết. Tuy không được bố mẹ, anh em trợ giúp, cũng chẳng được hưởng lộc tổ tông, song tài trí hơn người, thông minh, nhanh nhạy, lại có ý chí vững vàng, phấn đấu không ngừng nghỉ, nên chỉ với hai bàn tay trắng mà làm nên cơ nghiệp, sau này ra ngoài xã hội, được hưởng phúc, quý nhân nâng đỡ sự nghiệp, có hung có cát, song về cơ bản, vẫn thuận lợi phát triển, tài lộc ùn ùn kéo tới, tuổi trung niên thì tài sản đã vô cùng hưng vượng, cự phú một vùng, người người ngưỡng mộ. Vận mệnh của người tuổi Canh Tý 1960, sinh vào tháng 6 âm lịch. Đây là người đi lên từ không có, tay trắng làm nên sự nghiệp, tổ tiên phúc mỏng, không có tài sản thừa kế gì nhiều, lục thân không giúp ít được gì, cả đời đều phải tự lực cánh sinh, sự nghiệp gây dựng do chính sức mình. Sau người này lại may mắn được quý nhân giúp đỡ rất nhiều trên con đường sự nghiệp. Có điều, đôi khi lực bất tòng tâm, muốn làm mà chưa đủ lực, phải nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ, tính tình cương nghị, ý chí sắt đá, có thể vượt qua khó khăn, không dễ bị gục ngã, giành được nhiều thành công trong sự nghiệp. Vận mệnh của người tuổi Canh Tý 1960, sinh vào tháng 7 âm lịch. Người này được hưởng lộc tổ tiên, tổ nghiệp phúc lớn, gia sản giàu có, tài sản thừa kế dồi dào, cha mẹ giúp sức nhiều trên con đường sự nghiệp, anh chị em trong nhà yêu thương, đùm bọc, vợ chồng con cái thuận hòa, êm ấm. Người này có số hưởng, không cần vất vả gì nhiều, mà vẫn sung túc, giàu sang, tâm địa thiện lương, sởi lời phóng khoáng, khoan dung độ lượng, cuộc đời được nhiều quý nhân tương trợ, sự nghiệp thành công, không gặp đại hung đại nạn, là người mang phúc tướng hiếm có khó tìm. Xem tháng sinh đại cát của 12 con giáp, thì tháng 7 âm lịch cũng là tháng sinh đại cát của người tuổi Canh Tý. Vận mệnh của người tuổi Canh Tý 1960, sinh vào tháng 8 âm lịch. Xem vận mệnh của người này, cuộc đời người này vinh hiển, phú quý, giàu sang, tổ tiên phúc lớn, cha mẹ ơn cao, quý nhân vượn vận, nghiệp thăng tiến ầm ầm, càng lên cao lại càng thuận lợi. Người này thiên tư dĩnh ngộ, có tài văn chương, trí tuệ xuất chúng, được nhiều người trọng vọng. Vận mệnh của người tuổi Canh Tý 1960, sinh vào tháng 9 âm lịch. Người này có cuộc đời bình an, hạnh phúc, an lành, hưởng hết tuổi thọ. Tuy nhiên, thì người này lòng dạ có phần hẹp hòi, cũng nhát chết, thiếu khí, không có ý chí, không có tham vọng, thường sống đâu hay đó, thuận nước đẩy thuyền, bèo giặt mây trôi. Người này khá ít nói, tính cách có phần cổ quái, thích cô độc, tuy nhiên, phúc lớn mệnh hậu, nên vẫn được hưởng hết phúc lạc thiên luân, tình cảm gia đình tốt đẹp, nữ lấy được lương phu, nam lấy được hiền thê. Vận mệnh của người tuổi Canh Tý 1960, sinh vào tháng 10 âm lịch. Xem vận mệnh người này không được tốt cho lắm, cuộc đời chịu nhiều vất vả, không được hưởng phúc tổ tiên, cũng chẳng được anh em trong nhà giúp đỡ. Người này có ý chí, có lý tưởng, cũng có tài trí, nhưng không may mắn gặp được thời cơ. Cuộc đời tuy không phải trải qua đại nạn, nhưng gặp phải không ít trở ngại, vận trình trắc trở, kém bề thuận lợi. Vận mệnh của người tuổi Canh Tý 1960, sinh vào tháng 11 âm lịch. Người này nửa đời vất vả, nửa đời thuận buồn xuôi gió. Người này không được hưởng phúc tổ tông, cha mẹ cũng chẳng giúp được gì nhiều, phải tự dựa vào sức mình mà sống. Tới tuổi trung niên thì có quý nhân phù trợ, đây là lúc hết thời kỳ vất vả, lúc còn trai trẻ, tuổi già an nhàn, hạnh phúc. Nói chung, cuộc đời người này không có đại nạn, sự nghiệp vượng phát, thăng tiến không ngừng. Khi đến tuổi trung niên, nhanh chóng đạt đến đỉnh cao danh vọng, từ đó hưởng phúc thái bình. Vận mệnh của người tuổi Canh Tý 1960, sinh vào tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch, tức tháng Chạp, rơi vào tiết tiểu hàn trong năm, sinh vào năm cùng tháng tận. Người người, nhà nhà chuẩn bị cơm thịt đón Tết về, nên người này cũng được hưởng phúc, có lộc ăn lộc uống, cuộc sống thanh bình, no đủ cả đời. Chỉ là tiết trời giá lạnh, nên số mệnh đã định phải làm lụng vất vả, chăm chỉ, cần cù, thì mới có lộc, có phúc. Vận mệnh người này khá tốt, có thể bình an sống hết cả đời, tổ nghiệp vững chắc, con cháu được hưởng phúc dày, tài sản cha ông để lại, cha mẹ yêu thương, chăm sóc hết lòng, anh chị em sống tình cảm, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau, vợ chồng ân ái, nồng nàn, gia đình hạnh phúc. Quý vị mệnh chủ thân mến, như đã trình bày, thì quý cô bác đã biết được phần nào diễn biến từng năm của mình, và mỗi năm mỗi bản thể sẽ gặp vận hạn khác nhau, nhưng vận mệnh của mỗi người mỗi khác, theo đó sẽ ảnh hưởng nặng nhẹ, tùy theo âm đức từng người, không nên vì khó mà nản,
không phải gặp niên vận mà bình thản. Cách giải mệnh hay tăng phúc mệnh tối ưu nhất chỉ thông qua cách tu tập tâm ý, dưỡng đức độ mà nên, trải qua diễn biến từng năm, dù tốt hay xấu. Ứng nghiệm mạng yếu còn phụ thuộc rất nhiều vào mờ đức phúc vận của mỗi người. Phàm trong đời với lối sống lấy cho đi để làm lời, lại thường an nhiên hơn những đường lối sát phạm, làm tiến trên sức của người khác. Song song đó, việc cảm thấy đủ để tiến thêm là điều cần để tránh được những rủi ro. Do sao hàng năm chiếu mệnh, bởi sao hàng năm chiếu mệnh đều có lợi và hại. Thưa quý vị, từ xưa đến nay, dân gian ta luôn sống và sùng bái những tín ngưỡng cho riêng mình. Có người thờ Phật, có người thờ ông bà, tổ tiên, có người theo đạo Thiên Chúa giáo. Đối với tín ngưỡng Phật giáo, việc tìm hiểu về Phật bản mệnh và những lợi ích mà nó đem lại được quan tâm rất nhiều. Tuổi Canh Tý được Phật A-di-đà hộ mệnh. Tuy nhiên, để biết hết những thông tin liên quan đến Phật bản mệnh chính xác nhất không phải là điều dễ dàng. Nếu quý cô bác Canh Tý quan tâm đến Phật bản mệnh, thì Minh Đường Tử Vi xin mời quý vị và cô bác theo dõi tiếp video sau đây. Trong Phật giáo tạng truyền, hình tượng Phật A-di-đà thường có thân màu đỏ, đầu đội bảo quan, búi tóc, thân mặc thiên y ngũ sắc, dưới là váy lụa, mang chuỗi ngọc trên người, có đầy đủ tất cả các loại trang nghiêm của Phật báo thân Samoganika, an tọa trên tòa nguyệt luân hoa sen, bảo tọa do 8 con khổng tước khiêm, có ý nghĩa chặt đứt mọi tham dục. Khổng tước tượng trưng cho vẻ đẹp làm rung động lòng người, đồng thời tượng trưng cho sự tham dục, bởi vì khi thấy đồ vật đẹp, con người thường đổi lòng tham, không chịu từ bỏ. Phật A-di-đà có màu đỏ, tay phải cầm hoa sen, tay trái ầm chuông, cánh hoa sen sáng bóng tượng trưng pháp môn Di-đà, có thể khiến tâm người tu hành ôn hòa và tĩnh lại. Trong Phật giáo Đại Thừa, Phật A-di-đà có vị trí đặc biệt quan trọng. Phật A-di-đà chọn Quán Âm Bồ-Tát và Bồ-Tát Đại Thế Chí làm hai vị thị giả. Trong thế giới cực lạc, Ngài có lòng từ bi vĩ đại, giáo hóa chúng sinh, dẫn dắt chúng sinh đến miền cực lạc. Trong kinh Phật cho rằng, Phật quang minh vô lượng, thọ danh vô lượng, nên trong Phật giáo Hán truyền và Tạng truyền đều được tôn sùng, có vô số người cúng dường cầu trường thọ. Từ tục ngữ, nhà nhà thờ A-di-đà, hộ hộ bái Quán Thế, là có thể biết được địa vị của Phật A-di-đà. Phật A-di-đà và tín ngưỡng thế giới cực lạc không những đi sâu vào tâm thức các tín đồ Phật giáo, còn mở rộng sang các lĩnh vực khác trong xã hội như văn học, nghệ thuật, phong tục, tập quán. Chính sự gần gũi này, đa số chúng ta thường thờ và niệm A-di-đà Phật. Phật A-di-đà Phật sẽ giúp bạn khắc phục mọi khó khăn, nhọc nhằn vất vả trong cuộc sống, đồng thời giúp bạn có khả năng sáng tạo, đem lại lợi ích cho cả gia đình và xã hội, góp công xây dựng sự nghiệp nhà Phật, từ bi hỷ xả cho chúng sinh. Phật bản mệnh tuổi Tý là Phật A-di-đà, cư trú tại thế giới Tây Phương cực lạc, dựa vào nguyện lực vô lượng của Ngài để phổ độ chúng sinh. Những người sinh năm Canh Tý sẽ nhận được sự phù hộ của Ngài, một đời bình an, gặp hung hóa cát. Nếu muốn cầu bình an, may mắn, hạnh phúc, người sinh năm Canh Tý nên đeo mặt dây chuyền hình tượng Phật bản mệnh sẽ được Ngài phù hộ cho tuổi của mình. Quý vị thân mến, không có ai hoàn hảo cả, chỉ cần là người thì sẽ có nhược điểm, điều này rất bình thường, nhưng khi đối mặt với điểm yếu của bản thân, không thể mãi chịu khuất phục, phải nghĩ biện pháp chiến thắng nó, như vậy chúng ta mới có thể trở nên mạnh mẽ và ưu tú hơn. Dưới đây là 6 nhược điểm mà chắc ai cũng đã từng phải đối mặt, nếu vượt qua được nó thì bạn sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. 1. Tức giận. Tức giận là dùng sai lầm của người khác mà trừng phạt chính mình, thật là khờ dại. Sai lầm của người khác hãy để họ tự gánh chịu lấy, chúng ta không cần phải tức giận, thật sự là không đáng. Nếu như có người trêu chọc chúng ta, càng không cần phải tức giận, bởi vì khi tức giận, nhất định sẽ làm tổn thương chính mình. Không có chỗ nào tốt cả, chỉ bằng hãy bình tĩnh một chút, ung dung đối mặt, như vậy chúng ta mới có thể càng ngày càng trở nên lý trí, càng ngày càng rộng lượng. 2. Phiền não. Con người sở dĩ phiền não, đa phần là do tự mình tạo ra, chỉ cần đừng làm khó chính mình, thì phiền não cũng đã không nhiều như vậy. Làm người thì ai cũng sẽ mắc phải sai lầm, nhưng phải học được cách xem nhẹ, cũng phải biết buông bỏ. Không nên cứ mãi giày vò bản thân, phiền não đời người có rất nhiều, nhưng chỉ cần đừng tự đi tìm phiền não, thì cuộc sống đã tốt đẹp lên rất nhiều rồi. Ngay khi phiền não, hãy suy nghĩ nhiều đến những việc vui vẻ, an ủi chính mình, phiền não rồi cũng sẽ tự rời xa. 3. Hối hận. Nhân sinh sẽ luôn có nhiều điều khiến chúng ta phải hối hận, dù là ai cũng không thể nào tránh khỏi, nhưng điều chúng ta phải làm chính là thấu hiểu nó, rồi từ từ bước qua, việc gì đã cố hết sức, rồi thì thôi hãy cứ để thuận theo tự nhiên, chúng ta không cần phải lấy những chuyện cũ không đâu, mà tự dằn vặt chính mình. Con người sống thì nên tiến về phía trước, con đường là để bước đi chứ không phải để nằm nghỉ, bất kể là đi sai đường hay bất lực, thì cũng đều không nên hối hận. 4. Lo lắng. Con người lo lắng chủ yếu là về tương lai của mình,
rồi đánh mất đi sự tự tin. Chuyện trong tương lai thật khó mà biết rõ được, nhưng chỉ cần nắm chắc hiện tại, tin rằng ngày mai cũng sẽ không đến nỗi nào. Nếu như cảm thấy lo lắng, vậy nhất định phải biết cách cổ vũ chính mình, tìm lại sự tự tin, tăng thêm dũng khí mà đối mặt với tương lai. 5. Cô độc. Đời người có đôi khi sẽ rơi vào thế cô độc, phải học được cách hưởng thụ nó, bởi vì cô độc sẽ giúp người ta đối diện với chính mình, cũng là lúc lý trí trở nên thanh tỉnh nhất. Cô độc nếu như biến thành cô đơn, vậy thì nội tâm nhất định sẽ trống rỗng, nhưng nếu như học được cách hưởng thụ sự cô độc, thì càng ở một mình sẽ lại càng trở nên mạnh mẽ, tâm hồn lại càng phong phú hơn. 6. Tự ti. Trong cuộc sống chỉ cần đừng quá ganh đua với người khác thì cũng sẽ không có nhiều tự ti. Tại sao lại tự ti? Cũng là vì cảm thấy không bằng người khác. Kỳ thực, thế giới này bất kể là ai cũng đều là độc nhất vô nhị, không được coi thường chính mình. Chúng ta so với người khác nhất định cũng sẽ có chỗ tốt của riêng mình, chỉ là đôi khi cứ tự phủ định chính mình, lạc mất phương hướng, đánh mất đi sự tự tin. Thay vì tự ti với những cái mình không có, sao lại không tự tin vì những cái đặc biệt của riêng mình? Hãy cứ lạc quan đối mặt với hết thảy mọi thứ. Lúc bạn tức giận, hãy tự nói với bản thân, đừng lấy sai lầm của người khác mà trừng phạt chính mình. Lúc bạn phiền não, hãy học cách buông bỏ, đừng dùng khuyết điểm của bản thân đi tra tấn chính mình. Lúc bạn hối hận, hãy cứ để thuận theo tự nhiên, đừng vì những chuyện không đâu mà tự giày vò chính mình. Lúc bạn lo lắng, hãy tự cổ vũ chính mình, tìm lại sự tự tin, dũng cảm đối mặt với tương lai phía trước. Lúc bạn cô độc, hãy học cách hưởng thụ nó, khi đó cô độc sẽ chỉ làm chúng ta mạnh mẽ hơn lên mà thôi. Lúc bạn tự ti, đừng coi thường chính mình, bởi vì chúng ta là độc nhất vô nhị, làm người nhất định phải vượt qua được 6 nhược điểm này, tin rằng rồi bạn cũng phải bội phục chính mình. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc, bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.